Rồi chào các bạn ha. Và như mình thấy đó ha, thì đây là cái bộ QR system cho nhà hàng ha. Đằng trước này ha, đằng trong bếp này ha. Thì mình sẽ có cái video hướng dẫn bạn làm sao mà sử dụng toàn bộ cái hệ thống này, làm sao để mà connect máy in cho cái đằng trước và cái máy in cho đằng sau, sẽ có video chỉ ha. Nhưng mà trong cái video này á, mình sẽ chỉ các bạn làm sao để nhập cái menu và cái sub menu cho cái nhà hàng. Chẳng hạn khi mà các bạn lấy cái order, thì chẳng hạn mình thử lấy một cái order ha, thì các bạn sẽ thấy là nó có cái menu này ha, có cái nhóm là boba này, trong boba nó có crystal boba này ha, green tea boba này, là cái nhóm drink này, à, nhóm phở này ha, thì có cái nó. Rồi khi mình đây là cái những cái này này là cái món ăn, nhưng mà mỗi một món ăn này nó có những cái custom của nó. Chẳng hạn như click vào phở gà đi ha, thì chẳng hạn như là có thể là không cay, không hành, hay là to go, hay custom gì đó ha. Rồi thì bây giờ đó, làm sao trước khi mà mình có thể sử dụng được á, thì mình phải nhập cái menu và giá cả và cái sub menu vô thì mình mới xài được ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ chỉ cụ thể này, các bạn download cái app Neo Solution Plus về cái version nhà hàng ha, nhà hàng boba, thì các bạn login vô cái account mà công ty đã tạo cho các bạn đó. Rồi các bạn vào phần owner login để password của owner vô ha, các bạn sẽ có cái password công ty gửi cho bạn. Rồi, xong rồi mình vào trong phần menu. Đấy ha, đây mình có tạo sẵn cho bạn ha, chẳng hạn cái nhóm boba này ha. Thì nó sẽ có hai cái món sẵn đây này ha, có thuế, có đồ này, món drink nó có hai món sẵn đây này, món phở nó có hai nhóm sẵn đây này, hai món sẵn đây này ha. Rồi, bây giờ đó mình nói ô mình có thêm một cái nhóm nữa ha, là cái nhóm cơm ha. Và cơm thì có cơm gà với lại là cơm heo. Rồi. Thì bây giờ đó mình muốn tạo ra cái nhóm cơm đó, đầu tiên phải tạo cái nhóm trước rồi mới tạo cái món ăn, bỏ cái nhóm món ăn vào trong cái nhóm đó. Bây giờ mình thấy manage group trên đầu đây, mình chọn vô đây. Xong rồi mình đang hiện tại mình có ba cái group sẵn rồi nè ha. Bây giờ mình tạo thêm một cái group nữa thì mình click vào chữ app. Này, nó để hỏi là cái nhóm, tên của cái nhóm mới là gì, mình để chữ cơm đi ha. Cơm. Rồi. Ok. Rồi mình nhóm xong rồi mình close. Các bạn sẽ thấy có một cái nhóm cơm nó xuất hiện này mà chưa có cái món nào ở trong cái nhóm cơm này hết. À, mình sẽ quay thật gần cho các bạn xem này. Rồi. À, bây giờ đó, bây giờ mình sẽ nhập cái món cơm là có trong cái nhóm cơm này, sẽ có là cơm gà với lại là cơm sườn đây ha. Cơm sườn và cơm gà. Mình trên đầu có chữ add này. Mình thấy chữ add này ha. Rồi, rồi mình chọn cái món này là mình để rằng là cơm cơm gà. Rồi, thuế của các bạn là 8.5, thường để là 8.5, ví dụ vậy, tùy theo thành phố ha, tiểu bang ha, các bạn để cho đúng ha. Rồi, không, cái giá là tùy theo tiệm của bạn. Rồi, cái thuế đó, thì các bạn, đây là cái món ăn là 8.5, thuế thì có thể là 9.2 chẳng hạn thế, tùy theo tiểu bang, đây là khu thuế. Hai cái này bắt buộc phải bỏ ha. Rồi, cái tên nhóm mình sẽ phải chọn là cái tên nhóm là cơm ha, tại vì nó thuộc nhóm cơm. Những cái sau này mình không cần phải bỏ nhé, không có bắt buộc, cái này mình bỏ qua hết. Rồi mình submit. Các bạn sẽ thấy ngay là cái cơm nó sẽ nằm đây này ha, cơm gà này, nó nằm ở trong cái nhóm cơm, tắc là 9.2 này ha, giá là 8.5 đô. Rồi bây giờ mình làm cái món cơm, mình add thêm một cái là cơm sườn đi ha. Cơm sườn rồi giá là 12 đô đi ha. Rồi thuế là 9.5 chẳng hạn thế ha. Nhớ bỏ thuế vô. Cái nhóm cũng là nhóm cơm. Rồi là deduction hay là service duration gì đó turn mình bỏ qua hết ha. Nhớ là bỏ qua hết. Cái phần end up này cũng không cần luôn nhé, không cần bỏ cái phần end up này vô làm cái gì hết ha. Rồi. Rồi mình thấy ngay là bây giờ là có cái món ăn này rồi đó. Rồi bây giờ đó là mỗi một cái món này đó, nếu mình muốn ha, mình có thể custom nó. Chẳng hạn như là cơm gà này á, thì khách có thể là không có, những khách người ta ồ cơm gà nhưng mà tôi không muốn bỏ hành, đúng không? Nhưng mà là cơm gà nhưng mà tôi không muốn bỏ tiêu, hoặc là cơm gà nhưng mà tôi muốn bỏ thêm, thay vì gà thì tôi muốn là sườn, không phải thay vì là gà thì tôi muốn là vịt chẳng hạn thế. Nó đổi thì mình có thể custom trong này ha, mình click vào cái cơm gà này để mình custom nó, người ta gọi là sub menu. Trên đầu bên tay phải mình thấy cái chữ sub menu nằm đây này ha. Rồi, mình click một chữ add new này. Rồi, cho cái cơm gà đó ha, đang nói cái cơm gà đó bên này là không, mình có một cái option khách có thể là bỏ hành ra là no onion đi. No onion.
Rồi cái món cái nồi ăn nhà này mình bỏ ra nên mình sẽ không có tính thêm tiền của người ta, thuế khỏi cần cũng được. Cái group này không có bắt buộc phải bỏ ha, optional này ha, thấy cái optional không, cái nhóm không thuộc nhóm nào hết á. Rồi nhấn submit. Rồi mình có thể add thêm một cái new nữa đi ha, là thêm 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 giá đi chẳng hạn, hoặc là thêm thêm hả thêm đồ chua đi ha, thêm đồ chua. Rồi mình lấy 50 sen nếu mà thêm đồ chua, ví dụ vậy mình có quyền lấy hoặc không lấy ha. Vì thuế mình nếu mà tiệm mình là 9.5 thì mình để 9.5 ha, còn thuế tiệm mình 7.5 thì để 7.5 theo cái thành phố ha. Rồi đó thì mình vừa mới nhập cái sub menu cho cái món gà, nên món gà nó sẽ có hai cái option là no onion với lại thêm đồ chua. Bây giờ mình ra mình tính tiền thử cho cái món gà này thử xem sao ha. Rồi bây giờ mình thử là lấy tiền cho món gà xem sao. Mình vừa mới nhập món gà vô là chọn cái bàn này, rồi mình chọn cái món cơm này, có cơm gà này. Các bạn thấy nó có hai cái option hồi này, mình có thể mình đã bỏ vô chưa, mình có thể bỏ thật nhiều cái option vô ha, thêm đồ chua rồi thêm hành rồi thêm gì đó ha, hoặc là bỏ ra bớt. Mình chọn nó thêm, khách nó cần thêm đồ chua nhấn thêm đồ chua done ha, rồi lưu lại hoặc là mình tính tiền luôn hoặc là lưu lại. Rồi ha, rồi mình lặp lại ha, cái này là mình bắt buộc phải nhập menu với giá cả sub menu ha. Mình vào phần owner login xong rồi mình vào trong cái phần menu, rồi là mình tạo cho nó một cái nhóm ha, mình có bao nhiêu cái nhóm thì mình tạo bao nhiêu, mình nhập cái service vào trong từng cái nhóm đó. Rồi nếu mình muốn mình nhập thêm cái sub menu nữa là xong. Rồi cần cái gì thì cứ gọi cái số customer service là 877 489 5667. Rồi cảm ơn.